Kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Home Auto, xe đẹp dành cho thượng khách. Thì bên cạnh sau ngoài đây là chiếc Toyota Vios bản G, bản cao cấp nha quý anh chị. Đời 2021, chạy được 33.000 cây, xe một đời chủ mua mới từ đầu nha quý anh chị. Thì bây giờ em sẽ quay tổng thể chiếc xe cho mình xem ha, rồi sau đó đi vào bốn cửa cốp và cabo. Trước mắt quý anh chị là chiếc Toyota Vios bản G đời 2021. Nước sơn màu nâu vàng, biển số Sài Gòn 51K. Thì khi mà quý anh chị xem xe trực tiếp tại nhà em thì em sẽ cho mình xem cái nguồn gốc của cái xe này ha. Đây là xe gia đình một đời chủ mua mới từ đầu nha quý anh chị. Biển số là 51K, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ không phải tốn 20 triệu nếu mà mình ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì so với xe mới thì mình cũng tiết kiệm được một khá nha quý anh chị. Hiện tại thì bên Sao Mai đang kêu giá là 550 triệu còn thương lượng nha quý anh chị. Một mức giá rất là mềm, hợp lý ha. Xe này là bản G, bản full rồi. Bản G thì hơn 90% là chạy gia đình nha quý anh chị. Không ai mua bỏ ra cái số tiền quá lớn mà để mua để chạy dịch vụ. Thì thường em thấy số tự động mà chạy dịch vụ là thường là bản E đó. Ở trước em cũng làm bên hãng Toyota đó quý anh chị. Đó, mình xem kiểm tra cái vô lăng ha. Đó, chạy đúng 33.000 cây nha quý anh chị. Không sai 1 km nha. Sai 1 km em tặng xe nha. Đó, các cái phím bấm nè. Bản G là bản full nha quý anh chị, bản cao cấp nhất. Số tự động. Có cruise control. Đây, cruise control nha quý anh chị. Đầy đủ hết nha. Số tự động nha quý anh chị. Về nội thất thì xe này nếu mà xe mới thì nội thất nguyên bản của nó zin là màu kem, nó trùng với lại cái màu này nha quý anh chị. Nhưng mà khi mà mua mới á, thì anh vợ chồng anh chị chủ trước á, không thích nó tiệt cái màu á, thì anh chị thay đổi cái bộ bên trong màu nâu cho nó lạ đó quý anh chị. Cái này cũng thuộc về sở thích thôi. Xe nguyên bản nguyên zin nha. Em đi ốc cửa cho mình xem nha. Sản xuất 2021 nè quý anh chị. Cái rãnh nè, còn mới cáo à. Rất là mới nha quý anh chị. Mới tinh nè. Ốc chưa có thấy dấu hiệu tháo mở ha. Xe biển số Sài Gòn nha quý anh chị. Một đời chủ mua mới từ đầu. Mình xem xe trực tiếp tại nhà em thì em sẽ cho mình xem cái nguồn gốc của chiếc xe này ha. Đó, quý anh chị xem nè, xe rất là đẹp ha, rất là mới. Em hiện tại giá của em thì còn thương lượng khi xem xe trực tiếp nha. Màu nâu vàng còn rất là đẹp nha. Có nè, camera dê, camera hành trình trước sau đầy đủ hết nha quý anh chị. Xe rất là đẹp ha. Đây mình đi nè. Đó, đây bánh sơ cua nha quý anh chị. Tất cả đều là zin nha, nên tại vì đời 2021 và xe còn rất là mới, chạy đúng 33.000 cây. Đó, keo chỉ nguyên bản nguyên zin nha quý anh chị. Ốc nè, không thấy dấu hiệu tháo mở ha. Tất cả xe bên em đều cam kết cho quý anh chị là xe không lâm đụng nè, không ngập nước, không thu km nha, không thủy kích. Xe còn nguyên bản nguyên zin. Keo chỉ nguyên bản không mất một ly như nào nha. Đó, mình có thể xem xe trực tiếp tại nhà em, có thể dẫn những anh mà chuyên về giám định xe, kiểm tra xe, mấy anh thợ máy kiểm tra cùng với mình ha. Hoặc là mình muốn an tâm hơn nữa có thể đem vào hãng test ha. Tại trước em cũng làm bên hãng Toyota nên những cái vấn đề đó không có gì hết, rất là thoải mái. Đây, ốp cabo nè. Đó, keo chỉ cabo nguyên bản ha. Chưa va chạm gì hết nha quý anh chị. Nếu mà va chạm thì em không có lấy xe về ở bên nhà em đâu.
Thì xe này là hiện tại đang đứng tại nhà em ở 80 Phạm Văn Sáng, Xuân Thế Thượng 4, Hóc Môn nha. Xe này là tại nhà em luôn nha quý anh chị. Mình xem cái máy nè, còn rất là mới ha, mới cực kỳ luôn, chạy 33.000 cây, xe còn rất rất là mới. Em nổ máy cho mình nghe ha. Số km ha, 33.000 cây, 859. Máy lạnh lạnh rất là nhanh và sâu. Bản này là bản full, bản G. Đó. Mình xem nè, vô lăng nè, còn rất là nhám và mới tinh nè. Đời 2021 nên còn rất là mới nha quý anh chị. Các cái phím bấm nó không mờ luôn. Đó. Tất cả đều hoạt động nha quý anh chị. Em đã kiểm tra rồi. Rồi em mới về xe nha quý anh chị. Nên mình cứ yên chí. Dạ vừa rồi xong, ai mới giới thiệu tới quý anh chị chiếc Toyota Vios bản G đời 2021, bản cao cấp, số tự động nha quý anh chị. Chạy được 33.000 cây. Thì nếu hiện tại thì bên Sao Mai đang chào giá là 550 triệu. Còn thương lượng nha quý anh chị. Thì nếu mà quý anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này, đừng quên gọi em qua số điện thoại 0908020426. Và nếu yêu thích video này thì đừng quên like, share và nhấn thông báo để ủng hộ Home Auto cũng như là em Sao Mai. Home Auto, xe đẹp dành cho thượng khách. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ở video tiếp theo.